Xin chào mọi người và nhất là các em gái tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Đây là video clip anh Ba Tử Vi chia sẻ với các em về cái tử vi vận hạn của 6 tháng đầu năm Tân Sửu năm 2021. Một trong những cái năm mà người ta gọi là đại hạn của cuộc đời người. Đại hạn 37 tuổi, năm vừa là tam tai, vừa là trực thái tuế 5 tuổi, sau thì là xấu cực kỳ. Chúc mừng các em là năm nay là năm mà có thể nói là các em đứng nhất luôn á, ở trong cái lục thập hoa giáp đếm từ giữa đếm lên ha, tức là xấu nhất á cũng được cái nhất chứ không phải là đơn giản đâu ha. Đây là một năm mà người ta nói là chuyển vận hạn, tất cả mọi thứ xấu nó đều tập trung vào đây. Thì nó xấu như thế nào, lát nữa mình sẽ phân tích trên cái tử vi và chia sẻ với các em. Đầu tiên hết á, là người Ất Sửu sinh năm 1985 á, thì là mệnh là Hải Trung Kim. Người Ất Sửu thì năm tới là năm Tân Sửu là năm 37 tuổi. Những người Ất Sửu là những người sinh từ ngày 21 tháng 1 năm 1985 cho đến ngày 8 tháng 2 năm 1986 là những người chịu sự chi phối của mệnh Ất Sửu. Tuy nhiên là những người mà sinh vào nửa đầu tháng 4 trở về trước của năm 85, mình đang nói âm lịch ha, thì có một cái nữa người ta gọi là mình chuột đầu thì đầu trâu mình chuột á, thì cái sự chi phối của cái mệnh trong trực thái tuế nó sẽ nhẹ hơn là những người mà nằm nguyên con trâu. Ví dụ như mấy người mà sinh đâu từ tháng 10, tháng 11, tháng 12 đó, những người đó thì hạn 37 tuổi tới nó sẽ rất là nhiều điều không tốt đẹp, cả về nhiều mặt, bổn mạng, sức khỏe, rồi là tình cảm, gia đạo, công việc, làm ăn. Vốn dĩ 3 năm tam tai từ 19, 20, 21, 2 năm 19, 20 này thì Ất Sửu thì cũng đã gặp nhiều cái sự khó khăn rồi. Tuy nhiên là chưa là gì hết so với cái năm Tân Sửu 2021 mà mọi người phải gánh chịu đâu. Nếu như mà mọi người muốn biết nó như thế nào, hỏi mấy người sinh năm 1982, năm 2018 họ trải qua những gì, thì năm nay năm 2021 thì tuổi Sửu của các bạn sẽ trải qua những chuyện như đó. Đầu tiên hết á, thì với cái mệnh Kim xét về trụ mạng thì các bạn may mắn một điều là sẽ không mất mạng ở trong năm này. Bổn mạng của các bạn chỉ bị suy yếu chứ không đến nỗi là nguy nan. Vì sao? Vì là các bạn mệnh Kim, năm Tân Sửu là năm Thổ, mà Thổ thì sinh Kim. Người ta nói chủ tốt về tất cả mọi điều mà của cái bổn mạng và sức khỏe. Ví dụ các bạn có gặp chuyện bệnh nạn của 3 năm tam tai, thế ví dụ như tai nạn đi, thì cũng không đến nỗi nào là mình phải bị nguy nan cái bổn mạng. Sao của chủ của năm là sao Kế Đô. Đây là một hung tinh đem lại rối rắm và nạn tai. Sao Kế Đô là hung tinh thuộc hành Thổ. Người bị sao này chiếu mệnh thì dễ gặp tai nạn, hao tài tốn của, dễ sinh chuyện thị phi, bệnh tật hay có tan khó, khiến cho tâm trí luôn buồn rầu âu lo và phải pháp phỏng và phòng. Đề phòng họa vô đơn chí, hay trong nhà có chuyện không may. Thường thì cái sao Kế Đô này mà tác dụng nặng nề nhất đối với người tuổi Sửu là phải tháng 6 âm lịch. Tháng 3, tháng 9 cũng là tháng xung tuổi. Tuy nhiên là tháng 6 là tháng kinh khủng nhất. Tháng 6 là tháng Ất Mùi của năm này. Thì nó sẽ có nhiều điều xung nhiều nhất nằm ở trong cái bộ địa chi ha. Rồi, hạn là một người ta gọi là hạn đang nhiều rối rắm, tranh chấp, đó là hạn thiên tinh. Gặp hạn thiên tinh á, hạn thiên tinh á thì nên đề phòng cái việc mà
ăn uống gặp ngộ độc ha. Ra ngoài cẩn thận gặp phải tai bay và gió bất ngờ. Chú ý tiếng lời ăn tiếng nói dễ gây thị phi. Nữ giới gặp xong hạn này á mà có thai nghén thì cũng không được tốt đẹp cho lắm. Đi đứng cẩn thận ha. Cái người mà vướng cái sao kế đô nữ mạng thì nó xấu nhiều thứ lắm. Người ta nói kế đô không xô cũng ngã, đó là dành cho nam đó, nó mới chỉ có tác dụng về phần sức khỏe và bổn mạng thôi. Sao kế đô mà nó dành cho nam thì nó chỉ đó, mà người ta đã có câu đó rồi, huống hồ là người mà của các em là nữ dính thì nó coi như nó phát huy 100% tác dụng cả về công việc làm ăn, cả về cái việc không tốt đẹp trong cái bổn mạng sức khỏe. Cho nên là năm tới là một năm nói chung là thua thiệt đủ đều ha. Đó chứ không phải là đơn giản là có cái sao không đâu. Vận niên của năm là vận niên cẩu cùng phong. Thực sự là một năm khó khăn bởi tài lộc không, sức khỏe kém mà tâm trí lại hay âu lo, dễ gặp phải tai nạn, ví như con chó mà bị gió dữ vậy, bị trúng gió vậy đó. Đây là một năm phải cần cái yếu tố nhẫn nhịn, gọi là biết thu mình lại chờ thời của cái người nữ mạng nếu gặp vận niên như thế này. Thiên can thì chữ tân của Tân Sửu nó khắc chữ ất, gọi là tương xung, nạp âm ngũ hành thiên can tân khắc ất. Đây là cái trụ nói về công việc tài lộc là chính, mà bị coi như năm nó tương khắc như thế này thì rõ ràng là công việc tài lộc sẽ gặp nhiều cái chuyện không thuận lợi. Địa chi Sửu gặp Sửu là tam tai trực thái tuế ha, bất an cẩn trọng gia đạo, tình cảm nhiều bất ổn. Rõ ràng là xét về bề mặt bên ngoài của tử vi thì có thiên can địa chi xấu ha, hạn xấu sao xấu. Chỉ có cái mạng là được tương sinh một tí xíu thôi. Xét chiều bên ngoài nhìn gái là thấy là muốn trào ngược dạ dày rồi. Hỏi sao là mình nói rằng cái năm này xấu thì cơ bản là tử vi có những cái biết tương xung như thế nào thì gần như là năm nay chúng đủ ha. Cho nên là các em ất Sửu thì năm nay ngoài cái việc mà mình phải cẩn thận gìn giữ bản thân, phải nên từ thiện cúng bái một tí xíu, chứ còn mà một gặp cái năm như thế này thì rõ ràng là bảo vệ được cái bản mệnh mình, không mất cái mạng là mừng rồi ha. Mất gì cũng được, đừng để mất mạng. Năm nay là một năm ất Sửu rất dễ có cái việc đổ vỡ trong hôn nhân gia đình ha. Rồi đó là cái bên ngoài, bây giờ mình coi xét tọa cung tiểu vận coi nó có khấm khá hơn không, hay là nó cũng tà le tét lét luôn thì coi như là mình tiêu luôn ha. Tọa cung tiểu vận thì có các sao như là Phục Binh Tế Phá Thiên Hư Quan Đế. Phục Binh Tế Phá Thiên Hư Quan Đế, đây là một năm rõ ràng là có phục binh nè, là thấy là mình bị dễ bị người khác đưa vào bẫy ha. Tế Phá Thiên Hư thì có thể là mình làm mình tính dữ lắm nhưng mà không bằng trời tính ha. Quan Đế thì rất là dễ đáo tụng đình. Tọa cung tiểu vận thì có cái bộ sao này rõ ràng là không tốt đẹp tí nào cho cả về cái việc công việc tài lộc cũng như kiện thưa. Cho nên là năm nay nếu mà có đi năm Tân Sửu mà có kiện thưa thì thôi nên né đi ha, chứ còn chắc chắn là mình kiện thưa không có thắng người ta đâu. Rồi đó là tọa cung tiểu vận, thấy là thấy không êm rồi đó, thấy chưa gì là thấy tọa cung tiểu vận là thấy không êm rồi. Còn tọa cung tiểu hạn thì có các sao như tướng quân, mộ, thái tuế. Bộ sao này chủ yếu là trong năm tới đem đến nhiều cái khó khăn, đặc biệt là thái tuế nhập hạn, không nạn thì cũng tai.
to cung tiểu hoàng mà có thái tế là không chơi rồi đó, là thấy không êm rồi đó ha. À, còn mình là cả năm mình đã bị trực thái tuế nữa, tiểu hạn lại có thêm thái tuế nhập nữa, thì rõ ràng là không nạn thì cũng tai. Cho nên là nếu như là các em thì gọi là đang đi làm mà gặp khó khăn thì cũng nên nhịn nhục việc cũ mà làm, ha, thẳng tấn bước tới, chứ đừng có mà thay đổi đi lại nhiều, nó sẽ không tốt đẹp ha. Cung nhị hợp thì có các sao thiên trù, đào hoa, thiên việt, nguyệt đức, mộc dục, tử phù, nhưng mà bị đại hao và bột, bị đại hao oán ngữ. Bên trên thì có thiên trù, đào hoa. À, nếu là nữ mạng của tuổi này mà đào hoa thì là không phải lắm. Ất Sửu thì đào hoa là không nhiều, nhưng mà năm nay thì có đào hoa ở trong cung nhị hợp thì rất dễ có sinh chuyện tình cảm bất ngờ ha. Thiên việt, nguyệt đức, mộc dục, có mộc dục này nữa đi với đào hoa, coi chừng ha, coi chừng tự nhiên có dính nam nào ở ngoài nữa, ngoài chồng mình ra ha, cẩn thận nha. Nhưng mà bộ sao này lại bị tử phù và lại hao án ngữ, thì cái việc này chỉ sinh hao tốn gầy ra, không tốt đẹp. Cái này là đào hoa kiếp nạn chứ không phải đào hoa mệnh, cho nên là coi chừng cẩn thận ha, nữ vàng của sao này. À, rồi cung tam hợp thì có các sao chết tăng môn, phi liêm, lưu hà, thiên mã, thanh long, điếu khách, bệnh. Nghe bộ có tăng môn ở trong cung tam hợp là thấy phê đó, trực thái tuế hạn 37 tuổi có bộ tăng môn, phi liêm, lưu hà ở trong cung tam hợp thì rất dễ có cái việc tan tiết ở trong gia đạo của chúng ta, đặc biệt là thiên mã, thanh long, điếu khách, bệnh. Ngay cả bản thân của chúng ta cũng có cái bộ sao này, thì ngay cả bản thân của chúng ta nếu mà đi ra đường đi xa cũng không tốt đẹp, có thiên mã, lưu hà, thai, thiên mã, điếu khách, bệnh, thì rõ ràng là sức khỏe trong năm không được tốt, liên quan đến có thể là có nạn liên quan đến cái việc di chuyển xe cộ, cẩn thận. Đây là một cái bộ nhìn chung là không tốt đẹp cho lắm. À, như vậy thì cũng không khác gì cái vẻ bề ngoài của một cái tử vi. Tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn, cung nhị hợp và cung tam hợp đều cho thấy rằng cái xấu nó luôn trực chờ nhiều hơn là những phúc tinh ở trong cái tử vi của mình. Cho nên là các em Ất Mão, Ất Sửu sinh năm 1985, vào cái năm tới thì anh cho một lời khuyên là xấu nhiều. Hồi nãy như nói vui từ ban đầu là các em đứng nhất trong lục thập hỏa giáp về xấu, xét cả về tọa cung tiểu vận cho đến sao hạn vận niên ở bên ngoài. Cho nên đây là một năm nên an phận thủ thường, dĩ hòa di quý mọi chuyện. Mọi năm mình nhịn, người Ất Sửu nhịn, người Ất Sửu chỉ có một điều là không tốt thôi, đó là rất quá sòng phẳng thôi, không thích ăn của ai mà cũng không thích ai ăn của mình thôi. Còn đa phần thì cái mặt khác thì tốt đẹp. Mọi năm mình đã nhịn rồi thì năm nay nhục luôn cũng chịu nữa, để mà vượt qua một cái năm đại hạn khó khăn. Hạn 37 tuổi thì nó có nhiều điều thay đổi lắm. Tùy vào tuổi, vốn dĩ Ất Sửu của mình nữ mạng đã là không tốt đẹp rồi, đã là một trong những cái tuổi xấu về mệnh số rồi, thì bây giờ có một cái năm xấu nữa thì phải ráng mà nhịn nhục mà vượt qua ha. Cái đó là nhìn chung anh chia sẻ cái phần tử vi của cả năm. Bây giờ thì vẫn vào cái 6 tháng đầu năm, coi là tháng nào nó thật sự xấu và tháng nào có cái tươi sáng để mà nhìn lên, chứ còn chọi nhìn cái tên bộ tháng nào cũng rơi gì hết, sao chịu nổi, đúng không? Cho nên là bây giờ mình sẽ phải xét xem coi vận hạn 6 tháng đầu năm của năm 2021 này nó sẽ như thế nào. Đầu tiên hết á thì phải nói đến tháng Giêng, mà tháng Giêng là tháng Canh Dần,
tháng Canh Dần là một tháng mộc. Như vậy thì xét về trụ mệnh là cái mệnh kim của mình khắc mộc, tháng khắc bổn mạng, bổn mạng khắc tháng chứ. Bổn mạng khắc tháng, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng tai nạn nhưng mà nhẹ. Mình là kim mà khắc mộc mà. Thiên can thì chữ ất của ất sửu là ngũ hợp với chữ canh của canh giờ. Thiên can thuộc ngũ hợp, công việc tốt, tài lộc dễ sinh. Nhưng mà tháng giêng thì có ai làm gì đâu mà tốt với tài lộc dễ sinh đâu. Mình hạn tâm tay, đừng có nghe tốt tốt vậy vô kéo xì lát hay là uống bài cào nha. Nên nhớ là mình năm trực thái tế, tam tai năm nặng, năm tuổi sau thì sao kế đô là nó đi luôn á, chứ nó không có thấy tháng này tốt. Ất hợp canh, thiên can ngũ hợp dễ sinh tài lộc, vô quất mấy cây là lên đường cái xong, nói tội ông ba này cũng nói tầm bậy nha. Nó tốt cho cái vận niên, thí dụ như vận niên này của cả năm mình ở cái 4 đi, thì từ 4 tới 1, từ 1 tới 4 là nó gia giảm, thì tháng cái tháng này chắc mình ở 4, chứ đừng có nghĩ là tháng này nó tốt 10 giống như bình thường nha, coi chừng. Rồi, dân sửu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung hợp nhau. Như vậy về địa chi thì không có vấn đề gì. Tháng này vẫn chưa có cái sự xung khắc gì ở trong tháng. Tuy nhiên là bổn mạng bị mình khắc bổn, mình khắc tháng ha. Rồi, tiếp tục là tháng 2. Tháng 2 là tháng Tân Mão, mà tháng Tân Mão tiếp tục là một tháng mộc. Như vậy mệnh cũng sẽ là kim khắc mộc, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe bổn mạng xấu, cần đề phòng những cái tai nạn bệnh nặng nhẹ. Rồi, thiên can thì tiếp tục là không tốt đẹp, không tốt đẹp hơn tháng ở trên nhiều. Vì sao? Vì chữ Tân của Tân Mão nó khắc chữ ất. Thiên can bị tháng tương khắc, công việc cẩn thận dễ lâm vào bế tắc, dễ đáo tụng đình. Việc lớn việc nhỏ gì mà liên quan đến tài lộc thì không nên để diễn ra trong tháng như thế này. Địa chi Mão Sửu tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau. Như vậy tháng 2 với tháng giêng khá là giống nhau về mặt địa chi, về mặt gia đạo tình cảm không có vấn đề. Tiếp tục đó là tháng 3. Tháng 3 là tháng Nhâm Thìn, là một tháng thủy. Như vậy xét về trụ mệnh thì cái mệnh kim của chúng mình, của các em sinh thủy, bản mệnh bị sinh xuất, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng. Như vậy thì sức bổn mạng bị sinh xuất, thiên can nhâm ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tháng này thì nhẹ nhàng hơn tháng 2, không có cái sự chống phá, không có bị thiên can tương khắc ha, tốt. Tuy nhiên là hãy nhớ rằng là chúng ta còn bị treo lơ lửng ở cái tam tai năm nặng cộng với cái việc trực thái tuế năm tuổi, thì đừng có mong chờ gì nhiều ở những tháng như thế này. Địa chi Sửu Thìn thì nó nằm trong cái bộ tứ hành xung Thìn Tuất Sửu, nhưng mà nó không phải chính xung, cho nên là cũng không quá to lớn ở trong những cái chuyện mà buồn phiền gia đạo tình cảm đâu. Chủ yếu là lo lắng một tí xíu về thị phi ha, cẩn thận chuyện buồn về con. Rồi, đó là tháng 3. Tiếp đến là tháng 4. Tháng 4 là tháng Quý Tỵ, tiếp tục là một tháng thủy. Như vậy thì mệnh kim sinh thủy là bản mệnh bị sinh xuất, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng, cũng giống như tháng 3. Thiên can thì chữ ất, chữ quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Ok, công việc tài lộc cũng tiếp tục giống như tháng 4, không có tháng 3 không có vấn đề gì nhiều. Được một cái ở tháng 4 này tốt hơn tháng 3. Lý do vì sao? Vì chữ tháng thì tỵ, mình thì tuổi sửu, nó thuộc cái bộ tam hợp tỵ dậu sửu. Như vậy thì là tam hợp là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho cái việc tình cảm và gia đạo không đâu, đôi khi nó còn tác dụng ngược lên trên thiên can. Tại vì cái tình cảm gia đạo mà khi mà cái tam hợp á, thì về địa chi á, thường là cái việc tình cảm, mấy cái mối quan hệ nó sẽ tốt đẹp, nó không có thị phi tai tiếng, thì công việc của mình làm ăn bây giờ là
nhất là nhờ mối quan hệ mà, đúng không? Anh làm được hay không được là nhờ cái mối quan hệ, chứ còn không có mối quan hệ đâu làm được. Thì có thể là tháng này sẽ tốt hơn là tháng tháng 3 ở cái chỗ đó. Ok. Rồi, tiếp tục là tháng 4. Tiếp tục là tháng 5. Tháng 5 âm lịch của cái năm Tân Sửu năm 2021 là tháng Giáp Ngọ. Mà tháng Giáp Ngọ thì thuộc Kim. Như vậy là xét về trụ mệnh là Kim của mình gặp tháng Kim là đồng hành, bổn mạng và sức khỏe tốt đẹp. Ha. Năm thì năm Thổ gặp tháng Kim mình mệnh Kim chắc là không có vấn đề gì bổn mạng và sức khỏe nữa, giống như ta 4 tháng đầu năm. Thiên can thì chữ Giáp với chữ Ất. Không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Giáp Ất thì cũng thuộc là mộc. Cho nên là tháng năm này cũng là một tháng không có việc gì quá lớn, to lớn, xung khắc ở trong công việc mà xảy ra. Ok, tốt. Tuy nhiên địa chi thì không được tốt đẹp cho lắm khi Sửu và Ngọ. Đây là cặp địa chi nhị hại theo miền Bắc. Nhị hại theo miền Nam và lục hại theo miền Bắc. Cẩn thận việc gia đạo tình cảm nhiều buồn phiền âu lo, nhất là về chồng. Tháng 5 là về chồng chứ không phải về con nữa, giống như tháng 4, giống như tháng 2 và tháng 3. Rồi, tháng cuối cùng của 6 tháng đầu năm chính là tháng Ất Mùi, mà tháng Ất Mùi tiếp tục là một tháng Kim. Như vậy mệnh cũng giống như tháng 5, khi Kim đồng hành, bổ mạng và sức khỏe tốt đẹp, không có vấn đề gì hết. Nhưng thiên can thì không tốt đẹp cho lắm. Hồi nãy mình đã nói rồi, tại sao là tháng Ất Mùi là tháng không tốt đẹp? Đây, lý do. Tự nhiên chữ Ất Mùi, ha, thiên can cùng chữ Ất với cái Ất Sửu của mình đi, là thiên can cùng hàng công việc, ok, không có vấn đề gì to lớn. Tuy nhiên địa chi là Sửu Mùi. Sửu Mùi thì là địa chi lục xung. Đây là cặp địa chi sẽ dễ dẫn đến nhiều buồn phiền âu lo trong gia đạo tình cảm, dễ gây thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ làm ăn. Cho nên mà bây giờ mà ra đường mà gặp xung lục xung lẫn sáu cái xung lực thì chắc chắn rằng nó sẽ có cái ảnh hưởng không tốt đẹp cho lắm. Dù rằng thiên can với lại mệnh là đồng hành, nhưng mà lục xung ở địa chi này sẽ đem đến nhiều cái điều thiệt thòi bất lợi cho cái người bị trực thái tuế lại có tam tai. Như vậy thì tổng hợp ở 6 tháng đầu năm năm Tân Sửu, cái vận hạn nó cũng không có cái gì là thật sự là tốt đẹp cả. Ngoài cái tháng duyên ra được thiên can ngũ hợp, thì thiên can ngũ hợp mà trong tháng duyên thì cũng đâu có làm gì nhiều. Như vậy khởi động thì đẹp, nhưng mà đi vào thì chả thấy cái gì là tốt đẹp cả. Đặc biệt là tháng 6 là tháng bắt đầu có nhiều cái xấu từ cái tháng 6 trở đi. Mình sẽ chia sẻ tiếp cái vận hạn 6 tháng cuối năm ở vào thử ở tháng 4, tháng 5, tháng 5, tháng 6 gì đó của năm. Chứ còn bây giờ mà mình làm luôn cả năm thì nó dài quá, nó nhiều quá, coi nó chán, đúng không? Rồi đó là mọi người thấy được rằng là cái sự xung khắc của cái năm Tân Sửu đối với cái tuổi Ất Sửu 1985 nữ mạng của mọi người ở rất là nhiều khía cạnh. Cho nên mình khuyên đi một lần nữa là mọi người phải cực kỳ cẩn thận ở trong cái năm như thế này. Hạn 37 tuổi thì với kinh nghiệm nhiều người thì đã rơi vào cái hạn trắng tay. Hạn 35, 36, 37, ba cái năm này của những cái người mà tam tai á, thì thường khó giữ tài sản lắm. Cho nên là hãy bình tĩnh. Nếu như có mất thì đừng có mà gọi là manh động quậy lên cho nó càng ngày càng lún xuống, mà phải biết rằng mình đang gặp vận xui, mọi chuyện mình thu vén gọn lại để có mất mất một số ít, mình bảo toàn được vốn luyến, bảo toàn được những cái gì mình gầy dựng để qua được cái vận xui, mình có thể lấy vốn luyến đó dựng dậy. Chứ nếu không thì sẽ rất là khó khăn. Hy vọng rằng những cái thông tin vừa rồi anh tổng hợp và chia sẻ đến với các em sẽ là một hành trang nhỏ giúp các em nhận định được cái năm tới những khó khăn nằm ở chỗ nào, và để mà đưa ra
những cái quyết sách làm sao mà mình có được cái sự gọi là không thua thiệt, thôi đừng nói thành công. Người Ất Sửu năm tới anh không dám nói chuyện thành công, mà phải nói là không thua thiệt. Anh khuyên các em nên đầu năm nên cúng cầu an giải hạn để bổn mạng và những cái việc xấu nó được giảm bớt đi cái sự xung khắc, mà có được một năm tương đối tốt đẹp. Các em xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy của bản thân hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.